Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 59 Tập 59 Xin mời mở bổn kinh ra Phần khoa chú Nguyễn Trung Trang 110 Kinh văn phía trước Đã nêu ra một thí dụ Thí dụ tương đối rõ ràng đơn giản dễ hiểu kinh văn từ đây vì sao đây là pháp hợp là hợp chung với đoạn thí dụ này để nói mời xem kinh văn ở hàng thứ nhất thị cố địa tạng bồ tát cụ đại từ bi cứu bạc tội khổ chúng sanh Sanh nhân thiên trung linh thọ diệu lạc thì chư tội chúng tri nghiệp đạo khổ thoát đắc xuất ly vĩnh bất tái lịch đoạn văn này vô cùng đáng để chúng ta cảnh giác Bồ Tát ở trong ba đường ác khuyên dạy tất cả chúng sanh ở trong đây khiến cho họ giác ngộ sám hối quay đầu hễ ai ở trong đường ác sanh lên một niềm tâm sám hối chân thật thì đều có thể lập tức thoát khỏi đường ác những sự việc này chúng ta xem thấy rất nhiều trong kinh điển có rất nhiều đồng tu sau khi xem xong không thể sanh lên niềm tin cho rằng trong đời này đã tạo rất nhiều tội nghiệp đọa vào trong ác đạo thật là không dễ gì thoát ra được tên kinh nói là đọa lạc vào ác đạo rất khó thoát ra tại vì sao có một niệm sám hối chân thành thì họ dễ dàng thoát ra như vậy thật sự mà nói chúng sanh tạo ác nghiệp thì không dễ gì sanh lên một niệm tâm sám hối chân thành nhỏ bé đó được Đạo lý là ở chỗ này Họ có thể sanh một niệm tâm Là họ thật sự sám hối Chứ không phải là giả Thật sự quay đầu Ngạn ngữ thời xưa thường nói Lãng tử quay đầu Dù có vàng cũng không đổi Họ chưa quay đầu như vậy Thì họ là người tốt trong người tốt Việc đó hy hữu biết bao Vấn đề là họ đang ở trong ác đạo bạn xem ở trong cõi người chúng ta được mấy người có một niệm thật tâm quay đầu đầu óc của con người sáng suốt hơn nhiều so với đầu óc của chúng sanh đang ở trong ba đường ác chúng ta cũng có thể nói như vậy thập pháp giới càng đi lên phía trên thì đầu óc càng sáng suốt không có bê mờ Càng đi xuống phía dưới Thì càng mê hoặc Càng không sáng suốt Địa ngục là xuống đến cực điểm rồi Mê đến cực điểm rồi Ở trong Cái hoàn cảnh đó Nếu họ sanh một niệm tâm thanh tịnh Một niệm tâm sám hối Bạn mới biết được là Rất hy hữu Do đó Phật mới nói ở trong ác đạo rất khó ra khỏi Đạo lý là ở chỗ này Cùng một đạo lý giống nhau Tại vì sao chúng ta đọa lạc vào trong luân hồi Vô lượng kiếp đến nay rồi Đời đời kiếp kiếp Cũng không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Là do nguyên nhân gì Bạn mới biết Một niệm thật tâm sám hối Đó là khó phát khởi đến như vậy Đạo lý là ở chỗ này Cho nên Phạm Thánh Chân thật là cách nhau Chỉ có một niệm mà thôi Một niệm giác Liền siêu phàm nhập Thánh Một niệm mê Thì dính diễn Ở trong luân hồi Chỉ ở trong khoảng một niệm này Phật Bồ Tát Cứu độ chúng sanh không có gì khác Tức là khuyên chúng sanh Một niệm giác Nếu sanh một niệm giác Họ liền siêu sanh Siêu sanh đến cảnh giới nào chị? Vậy? vậy thì phải xem trình độ giác của họ Nếu như là giác ngộ triệt để Thì từ địa ngục Có thể thành Phật ngay bạn có tin hay không? Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ thì tin Nguyện thứ 48 Trong Kinh Vô Lượng Thọ Có thể khiến cho chúng sanh trong chính Pháp giới Bình đẳng thành Phật Đây là điểm thù thắng của Pháp môn này Lợi ích công đức của Pháp môn này Là không thể nghĩ bàn nếu như phật không thể dạy chúng sanh địa ngục lập tức thành phật vậy thì trí huệ năng lực của phật đáng để chúng ta nghi ngờ phật vẫn không thể làm được việc này phật là thật sự có thể làm được vấn đề là chúng sanh địa ngục có chịu hợp tác hay không không chịu hợp tác không chịu tin không chịu y giáo phụng hành thì phật cũng đành vô phương thôi đây là không phải năng lực của phật không đủ mà do đối phương có chướng ngại có nghiệp chướng sau khi mọi người hiểu rõ đạo lý này rồi bạn mới biết chân tâm đáng quý chúng ta ngày nay ở trong xã hội bạn học phật rồi thế nào gọi là học phật bạn là chân thật học phật hay là giả học phật học phật thật thì không có gì khác phải dùng chân tâm không lừa dối chính mình không lừa dối chúng sanh là bạn đã dùng chân tâm nếu như vẫn còn dối mình dối người dù một ngày bạn niệm mười vạn tiếng phật hiệu cũng vô ích đúng như lời cổ đức nói gào rác cổ họng cũng uổng công chúng ta bước vào niệm phật đường có bao nhiêu người được nhất tâm bao nhiêu người giảng sanh phẩm vị cao hãy xem tâm họ dùng là tâm gì giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc tứ độ tam bối cửu phẩm bạn sanh vào phẩm nào cũng phải xem bạn dùng là tâm gì nếu như bạn dùng tâm chân thành rốt ráo viên mãn thì bạn nhất định sanh về thượng phẩm thượng sanh của cõi thực báo trang nghiêm độ các chị phải biết đến nơi thượng phẩm thượng sanh của cõi thực báo độ đó là làm phật là thành phật rồi Cho nên xem trình độ bạn dùng là chân tâm Chân tâm vẫn có khác biệt hay sao? Có Sao mà không có khác biệt chứ? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp thân đại sĩ đều là dùng chân tâm Dùng chân tâm nhiều hay ít là khác nhau Mới dùng ít một phần Dùng một chút gọi là chân tâm Đó chính là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Nhiều hơn một chút nữa Vậy bạn là Bồ Tát Nhị Trụ cho nên dùng chân tâm rốt ráo viên mãn Thì bạn ở vào quá dị Phật Là quá địa như lai Bồ Tát Đẳng Giác Ở trong chân tâm vẫn còn xen tạp một phẩm vọng bốn mươi phẩm hư vọng này gọi là vô minh họ vẫn còn một phần vô minh chưa có dứt trừ họ vẫn chưa viên mãn cho nên sự việc này hoàn toàn xem chúng ta dùng là mấy phần của chân tâm biết được đạo lý này biết được sự thật này thì tại vì sao không dùng chân tâm cho nó viên mãn chứ chúng ta cứ việc dùng tâm chân thành đối xử với người dùng đức báo đức dùng đức báo oán đây là bồ tát đạo quên ân phụ nghĩa dùng oán báo oán đây là chúng sanh trong ác đạo vẫn không phải ba đường thiện ở trong lục đạo là ba đường ác dùng vọng tâm vậy thì đọa đường ác lục đạo đều là ác đạo dùng chân tâm thì siêu phàm nhập thánh cho nên chúng ta không quan tâm người khác dùng tâm gì đối với ta họ dùng là vọng tâm thậm chí là phỉ báng ta làm nhục ta hãm hại ta ta đều vui vẻ tiếp nhận những dùng tâm chân thành đối với họ như thường vì sao chị ta muốn làm phật ta muốn giảng sanh phẩm vị cao họ không muốn làm phật họ muốn vào ba đường ác đây chính là việc lớn sanh tử mà tôi thường hay nói Sanh tử sự đại Sau khi chết Thập pháp giới bày ngay trước mắt Chúng ta chọn cõi nào đây Điều này rất quan trọng Cõi ta chọn là cõi Phật Bồ Tát Họ chẳng tạo lục đạo như cũ Họ tạo là gì của họ Ta cứ đi đường của ta Không thể bởi vì Họ xử quan chúng ta Họ hãm hại chúng ta Mà chúng ta nhất định phải trả thù Tư tưởng này Loại hành vi này Họ tạo ba đường ác Ta cũng đi theo sau họ Cũng đọa vào đường ác Đây gọi là ngu si Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Chỉ dạy chúng ta Đây chính là hai câu nói ở trên Kinh Đủ đức từ bi lớn Cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ Bởi vì Tâm họ dùng Không phải là tâm chân thành tâm thiện ở trong vọng tâm đó cũng xem như tốt lắm rồi họ không phải dùng tâm ác là dùng tâm thiện niệm tâm thiện này sanh lên thì họ có thể thoát khỏi ba đường ác đến cõi trời cõi người đến cõi trời người phật bồ tát vẫn không bỏ họ đây gọi là từ bi trong cửa phật không bỏ người nào Có phải sự việc như vậy hay không? Phải Chư Phật Bồ Tát thường xuyên quan tâm chúng ta Quan tâm đến mỗi người chúng ta Thế nhưng bản thân chúng ta đúng như thí dụ trên Kinh nói Rất là dễ bị mê hoặc rất là dễ bị đọa lạc Sanh về cõi trời người Cõi trời người thì vui sướng hơn nhiều So với ba đường ác Thế nhưng hưởng vui sướng trong cõi trời người thì lại mê rồi. Cho nên khi Phật Bồ Tát quan tâm thì chúng ta nhất định phải hợp tác với các ngài. Cũng chính là nói gặp được nhân duyên này chính mình phải nắm lấy, không được dễ dàng bỏ qua. Sau đó, niềm vui mà đời này chúng ta thọ nhận, niềm vui này gọi là diệu lạc. Diệu lạc là, là ở trong đời dù có thọ dụng Vẫn là niệm niệm giác Mà không mê Thì niềm vui này mới là diệu Nếu như bị mê ở trong hưởng lạc Vậy thì không còn diệu nữa rồi rốt cuộc là mê nhiều giác ít người giác họ thật sự biết vui người mê thì không có vui rồi người thế gian đều cho rằng hưởng thụ ngũ dục luân trần như vậy gọi là vui ở trong ngũ dục lụt trần cởi vọng tưởng phân biệt chóc trước thì không có vui sướng rồi lúc nào cũng so đo với người khác người ta có Tôi cũng có. Người ta không có, tôi cũng phải có. Có rồi cũng muốn hơn người ta. Vậy thì niềm vui này không dịu rồi. Niềm vui này đều có áp lực. Rất là lớn. Về vật chất, về tinh thần đối với chính mình. Niềm vui này làm gì có thể dịu được chứ? nếu như chúng ta làm cuộc so sánh giữa trung quốc với nước ngoài thì sẽ nhận thấy rất rõ ràng người trung quốc ngưỡng mộ người nước ngoài họ ở nhà đẹp mỗi người đều có xe hơi đi ra đường đều có xe ở trong nhà đều là điện khí hóa hiện đại hóa sống rất là thoải mái người trung quốc nhìn thấy rất là ngưỡng mộ cho rằng mình rất là lạc hậu cảm thấy buồn tuổi cảm thấy rất là khổ bạn chỉ nhìn thấy bề ngoài chứ chưa có nhìn sâu vào bên trong nếu nhìn sâu vào bên trong thì người trung quốc hạnh phúc người nước ngoài rất khổ bạn đã nhìn thấy chân tướng sự thật tại vì sao người nước ngoài khổ vậy tất cả mọi hưởng thụ của họ đều là do mượn nợ mà có dây ngân hàng dây công ty bảo hiểm mà có mang trên người toàn là nợ họ hạnh phúc ở chỗ nào chứ? mỗi ngày làm trâu làm ngựa làm việc rất vất vả, tiền đó để trả nợ. họ sống cuộc đời như vậy. tuy là người Trung Quốc sống cuộc sống rau dưa đạm bạc ở nhà tranh xây dách đất, lợp mái lá, mà không có nợ. không có nợ thì nhẹ cả người. Cuộc sống như vậy người nước ngoài có nằm mơ cũng không thấy được Người Trung Quốc Sau khi làm việc xong tan ca xong thì tâm trạng thông dong Tự tại biết bao Vậy người bạn ngồi tán dốc với nhau rất là hạnh phúc Ăn vài hạt đậu phộng uống vài chung rượu sung sướng vô cùng Người nước ngoài đâu có loại hưởng thụ này chứ Thời gian nghỉ phép Hỏi đi tìm chất kích thích như là hút thuốc phiện để cho đời sống của mình thoải mái một chút vĩnh viễn ở trạng thái căng thẳng nợ nần trả nợ bị nợ nần bức bách thì còn vui sướng gì chứ tôi sống ở mỹ 15 năm tôi cảm thấy người mỹ không hạnh phúc bằng người trung quốc đây là do văn hóa khác nhau bối cảnh lịch sử không như nhau đương nhiên chúng ta cũng cần phải nâng cao chất lượng đời sống càng phải nâng cao chất lượng đời sống tinh thần tôi còn nhớ Lúc tôi thọ giới Đây là chuyện của gần 40 năm trước Hòa thượng đắc giới của tôi là Lão Pháp Sư Đạo Nguyên Ở trong giới đàn Thầy đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện Để lại ấn tượng rất sâu Trên chúng tôi Đây là chuyện có thật chứ không giả Thầy là người Tô Bắc. Lúc nhỏ thầy xuất gia làm tiểu sa di. Trong vùng của thầy ở có một người ăn mày. Con trai của người ăn mày này là thương nhân của vùng đó, là một thương nhân rất giàu có. Kinh doanh phát tài bạn xem con trai phát tài mà cha đi ra đường xin ăn xin ăn ở ngoài đường cho nên bạn bè thân thích nhìn thấy ai cũng trách mắng người con đó bản thân người con cũng cảm thấy rất khó chịu mất thể diện liền phái rất nhiều người đi tìm khắp nơi khó khăn lắm mới tìm được cha của ông về sau khi tìm về rồi thì thay quần áo cho ông Phụng dưỡng ông rất tốt Còn sai mấy người hầu hạ ông Để ông hưởng được chút phước Ông rất kỳ lạ Đại khái ở trong nhà khoảng chừng gần một tháng Nhưng lúc không có người chú ý Ông lại lén bỏ đi Đi ra ngoài ông lại đi xin ăn tiếp Vì sao người ta cảm thấy rất kỳ lạ Họ hỏi con trai ông mời ông về nhà để hưởng phước Tại vì sao ông bỏ đi ông bảo là tôi gì đó giống như là thọ tội giống như bị người ta nhốt vào lòng vậy giống như con chim bị nhốt vào lòng mỗi ngày người ta cho ăn cuộc sống như vậy khó chịu lắm ông nói tôi ra đường xin ăn trên người tôi chẳng có gì đến đâu thì cũng có cơm ăn mỗi ngày ngao du sơn thủy mệt rồi thì tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đời sống như vậy hạnh phúc vô cùng người này biết thọ diệu lạc. Từ đó cho thấy người đời hằng ngày ở nhà hưởng thụ những thứ thọ dụng vật chất đó không phải là diệu lạc mà là niềm vui thế tục. Hết sức là phàm tục là loại niềm vui đó. Làm gì biết được diệu lạc chứ? Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta thấy. Bạn xem ba y một bát, ngài là thọ diệu lạc. Nhu cầu ăn mặc hàng ngày, ăn no mặc ấm là đủ rồi. Thật sự biết sống thì người đó thường ngao du sơn thủy. Tiêu diêu tự tại, đây gọi là nhân sanh, đây gọi là hạnh phúc. Nếu có duyên thì hết lòng hết sức giúp đỡ tất cả chúng sanh, giúp đỡ xã hội. Hy sinh phụng hiến cũng là diệu lạc. Không cần danh, không cần lợi Không cần quyền, không cần địa vị Ngày nay gọi là làm thiện nguyện Bất luận ở chức vị nào Thấy đều làm thiện nguyện Ở trong đây chân thật là có lạc Ở trong đây gọi là diệu lạc Phật nói ở trên kinh quá nhiều, quá nhiều rồi rất đáng tiếc chúng ta nghe xong đọc xong vẫn không giác ngộ như cũ vẫn bị phiền não trói buộc như cũ lỗi lầm này là bản thân chúng ta không được oán trời trách người đời người rất ngắn ngủi Mấy mươi năm Thật sự như cái khẩy móng tay Nhất định phải giác ngộ Nhất định phải biết sống Sống như thế nào Mới là chính xác Những gì Phật chỉ dạy chúng ta là chính xác nhất nhất định phải nhìn thấu thế tục phải thoát khỏi được thế tục đây chính là siêu phạm nhập thánh mà nhà phật thường nói phải nhìn thấu được thế tục thoát khỏi thế tục Thị chư tội chúng tri nghiệp đạo khổ Hai câu này vô cùng quan trọng Bạn xem vừa mở đầu bản kinh Tất cả chư Phật tán thán thích ca mâu ni Phật thể hiện thành Phật ở đời ngũ trượt ác thế Biết Pháp khổ lạc Phật biết được Pháp nào là khổ, Pháp nào là lạc Chúng ta nghe lời giáo huấn của Phật xong, phải biết nghiệp đạo khổ. Nghiệp đạo là gì? Tạo nghiệp mà không giác ngộ liền gọi là nghiệp đạo. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Mê mà không giác tà mà không chánh nhiễm mà không tịnh liền gọi là nghiệp đạo ngược lại chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều có thể giác mà không mê chánh mà không tà tịnh mà không nhiễm đó gọi là bồ tát đạo đó chính là phật đạo phật đạo với nghiệp đạo ở trên sự không có gì khác biệt chỉ khác biệt là ở trên niệm mà thôi bạn xem một niệm giác chính là phật bồ tát một niệm mê chính là nghiệp đạo khổ làm thế nào mới có thể thoát đắc xuất ly thoát là thoát khỏi ác đạo không những thoát khỏi ba đường ác mà còn thoát khỏi lục đạo nữa đến khi nào thoát khỏi vậy hiện tại thoát khỏi rồi làm sao để hiện tại giải thoát vậy đứng trước tất cả pháp trong tâm không phân biệt Không chấp trước Là giải thoát rồi Giải thoát Không phải thoát ly hoàn cảnh này Không phải cái ý này Không phải bảo bạn chạy trốn Cái thế giới này Thế thì sai lầm Ngay trong thế gian Mà thoát khỏi thế gian chúng ta đang ăn cơm dù ăn cơm mà giải thoát rồi người thế gian ăn cơm có phân biệt chấp trước đối với ăn uống đó là nhiễm đó là mê là sống đời sống mê hoặc tà nhiễm ăn cơm còn tương ưng với mê tà nhiễm đây là tạo lục đạo Đây chính là tạo ra ba đường ác Đây là nghiệp đạo khổ Ăn cơm như thế nào mới giải thoát vậy Không có phân biệt, không có chấp trước Cái gì cũng ngon cả Lạc có sự thú vị của lạc Mặn có sự thú vị của mặn Không có phân biệt, không có chấp trước Bạn xem, trong khi ăn cơm như vậy Đã thoát khỏi lục đạo luân hồi rồi ở trong mặc áo tức là từng ly từng tí trong đời sống thường ngày sống đời sống không có khác gì so với mọi người một bên là sống đời sống của lục đạo một bên là đời sống xuất ly một bên là có phân biệt chấp trước một bên là không có phân biệt chấp trước một bên là tâm không thanh tịnh một bên là tâm vô cùng thanh tịnh có thể duy trì vĩnh viễn tâm địa thanh tịnh vĩnh viễn không sanh phân biệt chấp trước thì đó là vĩnh bất tái lịch bạn không trở lại con đường cũ Bạn dĩ nhiễn thoát khỏi ác đạo Lục đạo đều là ác đạo Sư thưa với các vị Thập pháp giới cũng là ác đạo Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta Chúng ta thật sự nghe rõ ràng thực sự nghe sáng tỏ rồi Vì sao không làm chứ chúng ta xem tiếp kinh văn dưới đây như mê lộ nhân ngộ nhập hiểm đạo cái này hợp chung với thí dụ phía trước giống như bạn đi đường bạn bị lạc mất phương hướng lạc vào đường hiểm trong con đường này có những loài như sư tử, lan xoái, hổ báo Rắn độc thú dữ Rất nguy hiểm Ngộ thiện tri thức Tiếp dẫn lịnh xuất Vĩnh bất phục nhập Đây là bạn gặp được Một người tốt Họ biết rất rõ mọi thứ nguy hiểm ở trong con đường này Và khuyên bạn không nên đi con đường đó Bạn hiểu rõ Bạn sáng tỏ Bạn có thể thay đổi phương hướng Đi con đường khác Không nhất thiết phải mạo hiểm Sau khi bạn hiểu rõ rồi Nhìn thấy người khác Đi lạc vào đường ác bạn cũng phải khuyên họ Phùng kiến tha nhân Phục khuyên mạc nhập Đây chính là khéo léo giáo hóa Tự ngôn nhân thị mê cố Đắc giải thoát cánh Cánh bất phục nhập Nói cho người khác biết Hiện tại anh muốn đi con đường này Tôi trước đây đã từng mê lầm đi lạc vào con đường này, gặp được một vị thiền tri thức, vị ấy khuyên bảo tôi, tôi quay đầu rồi. Giúp người khác quay đầu. Quay đầu từ đâu? Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước quay đầu. Từ thị phi nhân ngã tham sân si mạng quay đầu đây là ác đạo chúng ta gặp được phật bồ tát đây là thiện tri thức phật bồ tát dạy cho chúng ta những đạo lý này chúng ta giác ngộ rồi những sự tướng mà các ngài nói chúng ta cũng quan sát rõ ràng rồi chúng ta không đi vào con đường đó nữa mọi lúc mọi nơi đối với người với sự với vật nhất định không bị mê hoặc nữa không bị mê hoặc nữa nghĩa là không khởi tâm động niệm không còn phân biệt chấp trước nữa bạn đã giác ngộ rồi bạn vẫn còn khởi tâm động niệm còn phân biệt chấp trước vậy thì bạn lại sai lầm rồi bạn lại đi lạc vào đường ác rồi cảnh giới ở trong đây cực kỳ vi tế lại sợ mọi người nghe xong sanh ra hiểu lầm như vậy có phải là không cần quan tâm đến mọi người mọi việc trong thế gian hay sao tôi không có bảo bạn không quan tâm tôi không có bảo bạn đừng làm mà chỉ bảo bạn không khởi phân biệt không khởi chấp trước không phải bảo bạn đừng ăn cơm nữa vẫn là ăn cơm bình thường Một ngày ba bữa không thiếu một bữa nào Phật dạy chúng ta ăn cơm không nên phân biệt Không nên kén chọn Đâu có bảo bạn không ăn cơm Đối với xã hội Đối với tất cả chúng sanh Bồ Tát Đại Từ Đại Bi tùy loại hóa thân tùy cơ thuyết pháp chư phật bồ tát vô cùng bận rộn các ngài không phải không làm việc gì các ngài cũng làm thị hiện ở trong các ngành các nghề chúng ta xem thấy ở trong kinh hoa nghiêm bất kỳ ngành nghề nào cũng làm nên thành tích tốt nhất làm tấm gương tốt cho tất cả đại chúng đâu có chuyện các ngài không làm chứ có thể thấy các ngài là thật làm Trên sự làm viên mãn như vậy Nhưng trong tâm rất là sạch sẽ Không nhiễm mấy bụi Người thế gian chúng ta làm xong Thì kể công, kiêu ngạo Kể tôi đã làm nhiều việc tốt như vậy Tôi có rất nhiều cống hiến cho xã hội Cho chúng sanh như vậy Vậy thì bị ô nhiễm rồi Bạn không ra khỏi lục đạo làm nhiều việc tốt đi nữa Cũng chỉ hưởng phước trong lục đạo mà thôi Phước đó không phải là diệu lạc Chư Phật Bồ Tát thị hiện Làm nhiều việc tốt đi nữa Thế nhưng trong tâm của mình Chẳng hề dính một dấu vết nào Nghĩa là làm mà không làm Không làm mà làm Đó gọi là diệu làm thì chúng ta hết lòng hết sức làm không làm thì tâm địa thanh tịnh tuyệt đối không có vọng tưởng không có phân biệt không có chấp trước ý nghĩa này nhất định phải hiểu cho rõ ràng hiểu cho sáng tỏ mới không đến nỗi sanh ra hiểu lầm những gì mình làm là vì tất cả chúng sanh Chúng ta nhất định hết lòng hết sức Làm thành công rồi là do chúng sanh có phước Chứ không phải ta có công Ta có công gì chứ Làm không thành công là do nhân duyên phước đức của chúng sanh không chín mùi Ta cũng không có lỗi Cho nên Tự hành hóa tha Đều là tùy duyên Chứ không phan duyên Phan duyên là gì? Chấp tướng là phan duyên Lìa tướng tức là tùy duyên Còn vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là phan duyên Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là tùy duyên Những lý và sự này Nhất định phải làm cho rõ ràng, minh bạch Mới không đến nỗi sanh ra hiểu lầm Mời xem tiếp kinh văn dưới đây Nhược tái, lý tiễn Do thượng mê ngộ Bất giác, cựu tầng sở lạc hiểm đạo Hoặc trí thất mạng như đọa ác thú đây là hợp chung với thí dụ phía trước tập khí ác của chúng ta quá nặng rất khó khắc phục nhược tái lý tiễn do thượng mê ngộ hay câu nói này chính là tính cảnh giác của chúng ta chưa đủ cao mặc áo ăn cơm lại khởi phân biệt lại muốn kén trọn rồi chúng ta hãy làm từ chỗ nhỏ nhất mỗi ngày bạn ăn cơm hôm nay chọn món này ngon ngày mai chọn món kia bạn phải biết đó là nghiệp đạo khổ Ham muốn mùi vị Ham muốn hưởng thụ Là bạn đang tạo nghiệp Bạn chưa có giác ngộ Chúng ta trong khi ăn cơm Đang chấp tay niệm chú cúng dường Cúng dường Phật Có nghĩ đến Thích ca mâu ni Phật năm xưa Đi trì bác hay không Người ta cho cái gì thì ăn cái đó Ngài có kén chọn là hôm nay Anh cho tôi thức ăn không ngon Không hợp khẩu vị với tôi hay không Phật có bao giờ nói như vậy không Đệ thử của Phật có bao giờ động ý nghĩ này hay không Không có Chúng ta ngày nay kén chọn đủ thứ Chúng ta đang tạo nghiệp mà chính mình không biết được uống trà phải chọn trà nào ngon tôi xưa nay không biết trà nào ngon trà nào dở không biết người ta tặng trà cho tôi tôi đều truyền tay tặng cho người khác tặng đồ vật cao quý gì cho tôi cũng là rất uổng công vì sao vậy tôi không biết giá trị nó không biết mắc hay rẻ có đồ ăn là tốt rồi có đồ mặt là được rồi nhất định phải áp dụng những kinh giáo này vào trong đời sống bắt đầu tu từ đâu vậy mỗi ngày phải ăn cơm mỗi ngày phải mặc áo mỗi ngày phải làm việc hãy phản tỉnh từ trong đời sống thực tiễn Quay đầu từ trong đời sống hiện thực Quay đầu là bờ Sửa đổi tập khí Sửa đổi lỗi lầm Bất giác Cựu tầng sở là hiểm đạo Đây là bản thân bạn không giác ngộ Trong đời quá khứ Chúng ta đều là Đã từng trải qua ở trong ba đường ác rồi không chỉ là từng trải qua mà còn trải qua đã vô số lần rồi ngày nay chúng ta có thể lìa khỏi ba đường ác được thân người còn không phải là nhờ bồ tát địa tạng cứu vớt hay sao toàn bộ tất cả chư phật bồ tát thị hiện vào trong địa ngục ngạ quỷ để độ chúng sanh thì đây đều gọi là bồ tát địa tạng tương lai chúng ta thành tựu rồi nhìn thấy chúng sanh địa ngục khổ chúng ta cũng hóa thân vào địa ngục để độ hóa chúng sanh người trong địa ngục cũng gọi chúng ta là bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng là danh hiệu chung chứ không phải là danh từ chuyên chỉ cho một người nào đó chúng ta hiện nay được thân người liền quên hết sạch sẽ ha? nỗi khổ trong ba đường ác trước đây rồi chúng ta nhìn thấy chúng sanh trong ba đường ác có đãi sanh giác ngộ hay không Nhìn thấy súc sanh, súc sanh khổ Ta đã từng làm súc sanh rồi Nhìn thấy ngạ quỷ địa ngục, ngạ quỷ địa ngục khổ Ta đã từng đọa địa ngục, từng đọa ngạ quỷ rồi Còn muốn làm tiếp nữa hay sao? Tại vì sao họ biến thành súc sanh do ngu si tại vì sao bị đọa ngạ quỷ do tham dục tại vì sao bị đọa địa ngục do sân hận tham sân si đọa ba đường ác ngày nay trong tâm ta vẫn thường xuyên khởi tham sân si thì bạn chính là Nhược tái lý điển Nghĩa là bạn đi vào lại đường cũ rồi Khó khăn lắm Mới thoát khỏi ba đường ác Mới được thân người Được thân người vẫn tiếp tục không ngừng Tạo nghiệp ba đường ác Khi bạn mất đi thân người Lại trở vào ba đường ác nữa rồi Chẳng phải giống như trên kinh phía trước nói hay sao Mới thoát khỏi đường ác Đi một vòng chưa được bao lâu Họ lại trở về rồi Độ lệch thời gian của nhân gian chúng ta Với ba đường ác là rất lớn Bạn xem thông thường nói một tháng ở nhân gian Là một ngày của cõi ngạ quỷ Thực ra, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi địa ngục, độ là thời gian ở trong mỗi cõi của họ cũng khác nhau. Một ngày ở trong địa ngục có nơi là mấy trăm năm ở nhân gian, có nơi đến mấy nghìn năm của nhân gian, khác biệt rất lớn. Chúng ta tính độ là thời gian nhỏ hơn một chút Tính một trăm năm thôi Bạn từ địa ngục thoát ra được thân người Cho dù bạn sống đến một trăm tuổi Bạn tạo tác ngũ nghịch Thập ác Một trăm năm tuổi thọ hết rồi Lại trở vào địa ngục Khi người trong địa ngục nhìn thấy bạn Bạn mới ra đi có một ngày Sao bạn lại trở về rồi chính là cái tình trạng này quên hết sạch sẽ lời giáo huấn của bồ tát rồi mời xem kinh văn dưới đây địa tàng bồ tát phương tiện lực cố sử lệnh giải thoát sanh nhân thiên trung toàn hữu tái nhập đây chính là thí dụ mà tôi vừa rồi mới nói chữ to hằng nghĩa là rất nhanh mới ra khỏi lập tức là trở về rồi nếu như vừa theo cách nói thông thường Trước đây là cư sĩ Lý Bỉnh Nam Ở trong các buổi giảng Tại trường đại học Chuyên về Phật học Đã giảng cho chúng tôi nghe Về tình trạng trong địa ngục Một ngày của địa ngục là 2.700 năm nhân gian của chúng ta Thế thì chẳng phải bạn đến nhân gian Cho dù sống đến 100 tuổi, 200 tuổi Cũng chẳng phải mấy phút lại trở về rồi sao Vừa mới ra hít một hơi Lại quay trở về rồi Thật sự là loại tình trạng này Đây là nhờ Bạn học Phật cũng tương đối có căn bản Bồ Tát Địa Tạng vừa khuyên bạn Bạn vừa khởi lên một niệm tâm thiện Liền ra khỏi ngay Sau khi ra khỏi rồi lập tức lại mê Nhược nghiệp kết trọng Vĩnh sử địa ngục Vô giải thoát thời Đây là nói nghiệp của bạn rất nặng Bồ Tát Địa Tạng Ở trong đó dạy bạn không nghe Bạn không tin <laughs> Nghiệp chướng nặng như vậy Ở trong địa ngục Địa ngục là nơi mà Bồ Tát Địa Tạng Thường hay đến giáo hóa Bạn cũng không nhận ra Bạn nhìn thấy Bồ Tát Cũng không thèm màn tới chư Phật Bồ Tát giáo hóa ở cõi nào thì nhất định thị hiện cùng loại thân ở cõi đó. Mới có thể giáo hóa được. Không phải dùng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, không phải dùng loại thân này, loại thân này người không có phước báo không thể nhìn thấy được. Thấy là cùng một loại thân. Cùng loại thân là rất khó nhận ra Thế gian chúng ta Phật Bồ Tát Ứng hóa rất nhiều Thời xưa nhiều Hiện nay còn nhiều hơn Tại vì sao nói hiện nay nhiều hơn Hiện nay chúng sanh khổ nhiều hơn Thị hiện cùng loại thân như chúng ta thì chúng ta không biết người nào là Phật. Người nào là Bồ Tát, chúng ta làm sao biết được chứ? Nhất định phải hiểu thật sâu Phật pháp. Bằng hiểu tương đối thấu triệt về giáo lý của Phật, tâm địa thanh tịnh, tính cảnh giác cao dần dần bạn mới phát hiện ở xung quanh thực sự có rất nhiều phật bồ tát từng giây từng phút đang quan tâm chúng ta tưởng mà những vị phật bồ tát này thị hiện không giống nhau có thiện có ác thị hiện cảnh giới của cảnh thuận có cảnh nghịch chẳng qua là giúp chúng ta giác ngộ giúp chúng ta quay đầu ở trong cảnh thuận giúp chúng ta đoạn tham đoạn tham ái ở trong nghịch cảnh giúp chúng ta đoạn sân hận giúp cho chúng ta ở trong cảnh giới thiện ác thuận nghịch được tâm thanh tịnh được tâm bình đẳng khi chúng ta ở trong thuận cảnh mà sanh tham ái ở trong nghịch cảnh sanh sân hận ở trong kinh nói như vậy lại là mê rồi lại đọa lạc rồi thoát khỏi ác đạo chưa được mấy ngày liền quay trở lại rồi điều này phật ở trên kinh cũng thường nói chỉ cần ở trong lục đạo luân hồi thì chắc chắn thời gian ở trong ba đường ác dài thời gian ở trong ba đường thiện ngắn là đạo lý nhất định nếu như bạn không thể nhận biết rõ hoàn cảnh không thể tiếp nhận sự giáo huấn như vậy là nghiệp chướng của bạn quá nặng Vĩnh sử địa ngục Vô giải thoát thời Đây là chân tướng sự thật Cho nên đọa vào địa ngục Thì tuổi thọ là vô lượng kiếp Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật Nào